Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắp một khẩu súng KL mini nha. Chúng ta đột lắp cái thân súng trước. Trước tiên là các bạn cầm một cái thanh giải sụt đám. Lấy một cái nút có thể có lỗ đằng sau mà không có lỗ, nhưng cái này là phải có nó thủng bên trong nha. Gắn vào đầu của cái thanh giải 8. Rồi các bạn lấy một cái que trông như này. Đây. Gắn vào trong cái này, không cắm sâu quá, cắm vừa vừa. Các bạn có thể cắm sâu nhưng mà mình thì mình cắm vừa đây. Tiếp tục lấy cái này có lỗ và không có lỗ, màu gì cũng được. Nếu các bạn thích. Tiếp tục lấy một thanh dài 2x1 gắn vào đây. Lấy một thanh móc 1x1 gắn vào đằng sau. Tiếp tục lấy cái 1x1 gắn lên đằng trước của cái này trông như thế này. Tiếp tục lấy một cái dài 2x1 gắn vào đây trông ra như này. Các bạn lấy thanh dài một cái cục dài 4x1 gắn tiếp vào đằng sau cái cục 2x1. Rồi các bạn lấy một tiếp tục một cái thanh 2x1 gắn vào đây như này vừa là một lỗ. Tiếp tục các bạn tiếp tục lấy cái thanh 3x1 gắn lên trên, rồi lấy cái như lúc nãy là nòng súng như và này là đôi súng gắn vào đằng sau chỗ thừa ở cái thanh 3x1 rồi gắn lên thanh 2x1. Tiếp tục lấy một cái thanh 2x1 gắn chồng lên trông như thế này, lật lật nhau. Lấy một cái thêm 1x1 màu gì cũng được gắn vào đây, và cái còn lại thì gắn vào phần dưới như thế này. Lấy một cái phẳng 2x1 gắn vào đây, xong rồi lấy cái cục đưa xuống này gắn thấy cái lỗ này không ạ, lấy cái này gắn vào trong cái lỗ ở đây sẽ ra được cái hình như thế này. Tiếp tục lấy một cái phẳng 2x1 gắn vào trên chỗ này để thừa là một cái lỗ. Tiếp tục lấy một cái thanh một cái cục 1x1 nhưng mà hình tam giác gắn ngay chỗ đằng sau cái thanh 2x1 như thế này. Rồi thanh 6x1 gắn từ cái phần nốt nằm xuống để chừa lại ra một cái lỗ bên cạnh hình tam giác. Xong rồi chúng ta sẽ lấy một cái này là cái gì thì cũng không biết, lấy một cái một nhô lên cái đầu những cái kia nó khác khác một tí. Tự lấy một cái lọ con này gắn vào chỗ này để chứa lên một chỗ ở đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái bằng đạn. Đây lấy một lấy các bạn cần chuẩn bị 500 bạn 2x1 gắn vào nhau để nó hở ra một cái khe như thế này. Và tiếp tục làm như thế với những cái khác cho đến khi làm được một cái băng đạn. Như này. Rồi thì sẽ gắn một cái này chừa lại ba cái nút này ở trên này gắn vào chỗ này. Thế là các bạn có thể, đây là khẩu súng mình tự làm. Hãy nhấn like, subscribe nếu các bạn thích, rồi sẽ nhấn cái nút đăng ký kênh. Tạm biệt các bạn.